các bạn ơi, hôm nay mình đi ăn mì Vằn Thắn, Hoành Thắn rất ngon ở Đài Loan các bạn ơi. Và đây các bạn ơi, đây là món khuấn tuân men tiếng Trung và tiếng Đài là khuấn tuân men tiếng Trung. Đây là món mì Hoành Thắn của Việt Nam, gọi là Hoành Thắn các bạn. Ngon chưa? Hôm nay mình đi ăn đây này. Sao mà nó ngon tuyệt vời luôn. Đây là khổ qua. Và đây là món canh cá viên. Không thiếu một ly trà ơ lăng. Và đây là món đậu phụ và trứng. Trứng người ta gọi là phí tan đấy các bạn, trứng màu đen này. Ngon tuyệt vời, mời các bạn cùng ăn nào.